Miền Bắc có thể đón tới 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới từ cuối tuần này đến đầu tháng 8. Bố mày. Nhiều ngày tháng muôn đồ và một mình trốn trong nhà. Nhiều lần lại làm tao lấy thêm đồ và lòi lầm với ông già. Người tình ngày nào nay bước theo chồng và tan một giấc mơ hồng. Đành ngậm ngùi nhìn em bước qua phà và uống phi ngớ trong lòng. Làm cũng chỉ để mong có ngày được thư thả. Và khi xem lại những hình ảnh này, những áp lực chợt biến tan,